Chào các bạn, chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc, an lành. Hôm nay tiếp tục giới thiệu với các bạn một chương trình muối dưa cải sen. Dưa cải sen khi ta đi chợ ta mua về, sau đó ta làm sạch sẽ, nhặt sạch sẽ. Nhớ chọn những cái cây rau dưa nó không có sâu, không có nấm. Sau đó về nhặt sạch sẽ đi, rồi cắt 20 phân, tức là bằng hai đốt vân tay một. Sau khi cắt xong, ta cho vào rửa, rửa ít nhất là 3 nước, còn không 5 nước. Rửa bao giờ sạch thì thôi, kỳ cọ tất cả những cái cuộn trong cuộn ngoài cho sạch sẽ. Sau đó ta cho vào muối. Khi muối ta phải pha nước, nước dưa chua có sẵn và nước ngoài, nước nguội. Sau khi pha nước xong, các bạn nhớ là phải cho ít muối, hành để cho thơm. Nếu có quả dứa còn tốt. Đây là cách thức muối dưa. Sau khi muối xong, ngày hôm trước đến ngày hôm sau mình được ăn dưa ngay. Đây là thành quả của việc muối dưa, rất vàng và ngon, thơm, vẫn còn mùi của cây dưa, cây rau. Các bạn, chúc các bạn thành công.